Tử vi tuổi Tân Hợi 1971 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng tuổi Hợi là một trong những người có trí thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Những người tuổi Hợi không những tài giỏi, nhanh lẹ mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt, những người Tân Hợi sinh năm 1971, họ rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà có kiến thức rất rộng, hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không chỉ vậy mà họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong tháng 7 âm lịch này, tháng mà được dân gian ta gọi là tháng cô hồn. Tháng này Diêm Vương cho khai mở quỷ môn quan, cho âm hồn dã quỷ quay trở lại dương gian thăm lại cố hương và người thân. Vậy nên trong tháng này, âm khí bao trùm, quỷ ma lẩn vẩn khắp nơi. Trong thời gian này, người ta đặc biệt kiêng kỵ, không nên làm những việc lớn. Ấy vậy mà, những người tuổi Tân Hợi 1971 lại là một trong những con giáp may mắn và thành công trong tháng cô hồn. Tuổi Tân Hợi trong tháng này được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, hơn nữa lại được sự tương trợ của quý thần, nên trong tháng cô hồn, tuổi Tân Hợi vất lên như diều gặp gió, khiến cho biết bao người khác phải nể phục, ngưỡng mộ. Trong bài chia sẻ ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng quý vị phân tích về vận trình của người tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Tân Hợi 1971 mệnh thoa xuyên kim là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của mệnh chủ khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Vào tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Tân Hợi trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của mệnh chủ. Vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Như có quý nhân giúp đỡ, nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Người tuổi Tân Hợi khá chủ động trong chuyện tình cảm, mệnh chủ sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này đào hoa tốt sẽ giúp mệnh chủ tìm kiếm được tình yêu mà mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chứ hoang phí quá mức, cũng chờ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Tân âm kim gặp bính dương hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Hợi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bên cạnh đó, năm 2021 thái tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mệnh chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc
sự cống hiến của mệnh chủ sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức, nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu mệnh chủ là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng đáng kể, miễn là mệnh chủ đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Về những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Mệnh chủ sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho mệnh chủ, giúp mệnh chủ nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân, song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý của mọi người. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của mệnh chủ rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, mệnh chủ nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bản mệnh lấy lại tinh thần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, hoặc vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, dùng hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tháng này, mệnh chủ có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết mệnh chủ sẽ được thăng đến một cấp độ mà mệnh chủ chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần chú ý ngày tháng để có dấu hiệu phá tài. Nếu mệnh chủ không biết cân đối tài chính, thì tiền của mệnh chủ sẽ không cánh mà bay. Mệnh chủ cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc mệnh chủ cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính, mệnh chủ cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà, dẫn đến túng thiếu. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc, vận may trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ mệnh chủ trong công việc, trong làm ăn, kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi, thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong tháng 7 âm lịch, gia đình mệnh chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo, tránh làm sứt mẻ tình cảm của mọi người. Những người tuổi Tân Hợi đang giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Tử vi tuổi Tân Hợi tháng 7 âm lịch năm 2021 cho biết rằng có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa gia đình mệnh chủ. Mọi người thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, mệnh chủ nên dành thời gian nhiều hơn để có thể tâm sự, chia sẻ tâm tình với vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ hay là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Cho nên, để có thể kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Hợi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Tân Hợi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Tân Hợi có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của mệnh chủ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng. Mệnh chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của mệnh chủ trong thời gian sau. Các gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971
hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Tân Hợi, sinh năm 1971. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ tiếp tục chia sẻ ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Tân Hợi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý, Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 6 tháng 7, từ ngày 13 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Quý Tỵ. Thứ hai, ngày âm lịch 18 tháng 7, từ ngày 25 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Bất Tỵ. Thứ ba, ngày âm lịch 30 tháng 7, từ ngày 6 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Đinh Tỵ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ, Ất Hợi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ, Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng cần có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Tân Hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để có thể tiến hành. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 3 tháng 7, từ ngày mùng 10 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Canh Dần, nạp âm, Tùng, Bách Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 15 tháng 7, từ ngày 22 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Nhâm Dần, nạp âm, Kim, Bạc Kim. Thứ ba, ngày âm lịch 27 tháng 7, từ ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, nạp âm, Đại Khê Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, tránh hung. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.